Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô, chương 10, từ câu 32 đến câu 52. Đức Giêsu loan báo lần thứ ba cuộc thương khó và phục sinh. Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường đến Jerusalem, người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhậu bán người, khẹt nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Lời sinh của hai người con ông Dê Hai người con Jebede là Jacobe và Joan đến gần Đức Giêsu và nói: "Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp sinh đây." Người hỏi: "Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy." Khi thầy được vinh quang, Đức Giêsu bảo: các anh không biết các anh xin gì các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không các ông đáp thưa được đức giê xu bảo chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho nhưng thiên chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được người làm đầu phải hầu hạ. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacobbe và ông Gioan. Đức giê -xu gọi các ông lại và nói, Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Người mù ở Jericho Đức giê -xu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức giê -xu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường tên anh ta là Ba Ti Mê, con ông Timê Mê. Vừa nghe nói đó là Đức giê xu na anh ta bắt đầu kêu lên rằng, Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta, im đi. Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng, Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói, gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo, cứ yên tâm. Đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo tròn lại, đứng phát dậy mà đến gần Đức giê -xu. Người hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp, thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói, anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa